Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Hôm nay thì bên Anna Free Fire họ cũng đã hé lộ luôn đó là cái chuỗi sự kiện đầu năm mới, tuy nhiên thì chuỗi sự kiện này từ mai nó mới bắt đầu cơ. Đấy, thế nên là chúng ta cũng chưa cần quan tâm nhiều cho lắm, chỉ biết là ngày mai thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu có sự kiện đăng nhập và ngày kia thì sẽ có cái sự kiện bắt đầu để thu thập cái khẩu M104 cường hóa. Đấy, ok, thì ở đây chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái thông tin mà liên quan đến sự kiện mới thông qua cái fanpage của cái bên Ghana rồi. Đấy, trong game hôm nay thì không thấy bên Ghana chạy sự kiện gì mới, kiểu như bây giờ bên Ghana kiểu họ chạy cách ngày ấy. Đấy, không phải ngày nào cũng có sự kiện mới anh em ạ, và hôm thì có, hôm thì không. Đấy, kiểu game bây giờ nó cũng bão hòa rồi. Đấy, có lúc thì chạy mấy sự kiện mới liền, lúc méo chạy sự kiện nào chả hiểu, chả biết đang làm một lần anh em ạ. Ok con dê, nhưng mà điều đấy nó cũng không quan trọng, bởi vì vẫn có rất nhiều thứ để cho chúng ta có thể nói về Free Fire. Đầu tiên là về cái vụ cửa hàng bạn bè, thì có một số bạn bảo là tại sao những cái đồ này nó chưa mở để cho quy đổi. Đấy, thì tôi nghĩ là chắc là bên Anna thích thế. Đấy, Anna thích thế, kiểu mình để đây cho các bạn thèm thôi, nhưng mà mình không cho các bạn đổi đâu, cay không, cay không. Đấy, kiểu trêu ấy, kiểu Anna trêu vậy trưởng, kiểu như là cay chưa, và cảm thấy cay thì cay thì phải chịu thôi, biết làm sao giờ. Đấy, thì đấy là cái vụ đầu tiên. Cái vụ thứ hai là một số anh em hỏi là tại sao trong cái phần đăng xuất ấy nó lại có hai mục. Thì nó là cái tính năng mà mình đã có nói với anh em ở phiên bản OB37 đợt trước, đó là tính năng cho đăng xuất ra khỏi tất cả thiết bị. Đấy, tính năng nó xuất khỏi thiết bị ở trong mục đăng xuất, thì bây giờ anh em sẽ chọn hai cái, một là đăng xuất tài khoản hiện tại, hai là đăng xuất khỏi tất cả tài khoản. Thì cái này bên Anna Free Fire dịch bị sai. Đấy, đúng ra là đăng xuất thiết bị hiện tại, tức là cái điện thoại bạn đang chơi, và đăng xuất khỏi tất cả thiết bị. Thì đây là một tính năng giúp chúng ta chống hack. Đấy, giúp chúng ta chống bị mất tài khoản. Ví dụ như là có ai đó lấy và đăng nhập vào tài khoản của bạn, thì bạn có thể đăng xuất ra khỏi tất cả thiết bị sau khi các bạn đã đổi mật khẩu. Các bạn tự đổi mật khẩu nhá. Đấy, đầu tiên ấy, cái việc đầu tiên là các bạn phải có xác minh hai bước để cho cái người kia không thể nào mà chủ động đổi mật khẩu của bạn. Đấy, cho ví dụ như là bạn không có xác minh hai bước, thằng kia nó đổi luôn mật khẩu của bạn, thì thằng nào đăng xuất tất cả thiết bị nhanh hơn thì thằng ấy thắng. Đấy, thằng nào đăng xuất tất cả thiết bị nhanh hơn thằng ấy thắng. Đấy, thì với cái đăng xuất tất cả thiết bị này ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể gọi là kiểm soát cái tài khoản của mình một cách 100%. Đấy, ví dụ như có ai đó lấy tài khoản của bạn chơi, bạn có thể đổi mật khẩu cái tài khoản của bạn đi. Đấy, sau đó đăng xuất ra khỏi tất cả thiết bị và đăng nhập lại, thì lúc đó cái tài khoản hoàn toàn thuộc về bạn. Tuy nhiên thì ví dụ như đợt trước ấy, nếu mà tài khoản của bạn có thằng mất dạy nào nó liên kết tài khoản của bạn với một cái tài khoản khác của nó, ví dụ như bạn dùng tài khoản Facebook xong nó lại liên kết với Gmail ví dụ thế chẳng hạn, thì nó vẫn đăng nhập vào bình thường. Ok, đấy là vụ thứ nhất. Cái phốt thứ hai của ngày hôm nay thì đấy là khẩu Chogon ở trong cái thẻ Buya mùa 1 nó đã bị sửa chỉ số rồi. Ở trong phiên bản trước nó là một tốc bắn 2 độ chính xác, thì bây giờ nó bị sửa lại là một tốc bắn 1 độ chính xác thôi. Không biết lý do vì sao bên Anna Free Fire lại làm cái trò này. Đấy, tự nhiên bây giờ kiểu người ta mất bao công cày xong bây giờ giảm cái chỉ số đi. Thì tôi nghĩ có hai khả năng, một là nó bị lỗi. Đấy, một là nó bị lỗi, hai là bên Anna Free Fire cố tình làm như vậy, vì họ thấy là nếu mà bây giờ mà 150 mà tặng cho khẩu súng xịn quá thì game thủ sẽ bị hư. Tôi không biết là sao, một độ chính xác thì thật ra nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến khẩu cho con này, nhưng mà kiểu khó chịu ấy. Đấy, kiểu rất là khó chịu ấy, tự nhiên lại giảm chỉ số xuống khó chịu vãi trưởng con bà bưởng. Đấy, tại sao lại giảm chỉ số đi? Thì cái này bên Anna cũng sẽ cần có cái sự chỉnh sửa hoặc là sự giải đáp một cách hợp lý để cho anh em không cảm thấy mất lòng. Ok, nhưng mà có một chỗ thì gọi là giảm nha anh em vẫn sướng, đấy chính là Riaki Store. Khi mua bất kỳ một tay nghe nào trên Riaki Store, mua các loại phụ kiện điện thoại, thì anh em sẽ được có những mức giảm giá từ 30-50%. Bên cạnh đó, mua một tay nghe tặng ngay một con mini Lego và với bất kỳ mệnh giá nào. Và bên cạnh đó thì mua một quả tản nhiệt bất kỳ cũng tặng ngay một cái bao tay memo để giúp chúng ta kéo thâm vuốt đầu tốt hơn. Ok, lâu lắm rồi không làm trận rank. Thì lại một cái vụ tiếp theo nữa là bên Anna Free Fire họ xóa mất cái đảo mặt trời. Đấy, đảo sa mạc và đảo mặt trời chính thức biến mất. Thật ra đảo sa mạc biến mất lâu
lắm rồi, nhưng mà đến lượt đảo mặt trời biến mất luôn. Bây giờ trong FIFA chỉ có lại đúng 3 đảo để cho chúng ta cày rank, một là đảo quân sự, hai là đảo thiên đường, ba là đảo thế kỷ. Mà nhiều anh em thì đã ghét cái đảo thế kỷ này. Đấy, nhiều anh em bảo cái đảo thế kỷ này nó như cái này cái nọ lọ chai. Đấy, nhiều anh em vẫn mong là cái đảo sa mạc nó sẽ quay trở lại và đảo mặt trời nó quay trở lại. Đấy, mà thật ra cái đảo mặt trời nó cũng mới mà. Đấy, úi giời, chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu. Chạy á à, thầy ngáo, ngáo anh em mà nó không phát hiện ở tôi. Đấy, nhiều anh em cảm thấy rất là bực mình bởi vì bây giờ nó không có đảo mặt trời để cày nữa, mà kiểu như là anh em mất rất là nhiều công sức để mà học thuộc cái bản đồ đảo mặt trời, xong bây giờ đảo mặt trời biến mất luôn. Cay. Đấy, cay, quá cay để bán thịt say. Tôi có nhận thấy cay anh em ạ. Và nên là lý do vì sao mà tôi cũng ít chơi rank sinh tồn ấy, là tại vì tôi cũng ngại cái việc mà mình cứ phải đi học map này cũng khá đau đầu. Đấy, công nhận việc đi mà học map này cũng khá đau đầu, kiểu như mình luyện mãi được một con map. Đấy, ngày xưa lúc cái đảo sa mạc mới ra, anh em rất hào hứng cày rank. Đấy, nhiều anh em cày rank đấy kinh lắm. Đấy, xong rồi tự nhiên Mega là xóa luôn. Mega là bảo ui chúng mày chơi nhiều đảo làm gì cho nó hư người ra. Đấy, chúng mày chơi ít đảo thôi, hai cháo, chúng mày chơi ít đảo thôi. Đấy, đảo quân sự là không thể bỏ được rồi. Đảo quân sự thì là không thể bỏ rồi, vì đảo quân sự nó là cái đảo cơ bản mà tất cả mọi người mới học chơi FIFA đều chơi. Đấy, tiếp theo là đảo thiên đường, thì đảo thiên đường có một khoảng thời gian bỏ ra khỏi game, xong anh em bắt đầu chửi bới, khóc lóc các kiểu, kêu tại sao lại bỏ ra, tại sao lại bỏ ra như thế thì game này nọ lọ chai. Đấy, ok, có người này. Đấy, mày chết, mày chết. À, đối ngại đấu súng mình luôn. Ông em bắn súng gì mà tòe chóe nhỉ. Ông Tùng Ngô 1183 bắn súng thì chóe thế. Và bắn chả thấy chúng của mình viên nào, nhưng mà bay mất của mình cái mũ cài. Đấy, vẫn bay mất của mình cái mũ. Bắn thao em, thao bắn nhỉ. Bắn đau thế, bắn đau của nó đấy. Thì là đợt đấy là nhiều anh em bắt đầu chửi bới vì đảo thiên đường bị xóa, kêu cái đấy nó là tuổi thơ của em, bla 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 bla. Đấy, thế xong bên FIFA lại phải cho cái chúng nó chạy ở mâm trên mặt thế này. Đấy, là bên Anna lại cho đảo thiên đường quay lại. Thế sau đấy đảo thiên đường cũng thuộc dạng bất khả xâm phạm luôn. Đấy, thế xong đến đảo mặt trời thì đảo mặt trời thay cho đảo đầu tiên là đảo sa mạc vào rank. Thế xong bên Anna có ra đảo mặt trời thì thay đảo mặt trời cho đảo sa mạc. Nhiều anh em bắt đầu khóc tiếc thương ở đảo sa mạc, mà bên Anna bảo là méo. Đấy, quyết tâm là sẽ không cho đảo sa mạc quay trở lại. Đấy là cái dịch vụ đầu tiên. Thế xong đến lúc đảo mặt trời được một thời gian, bây giờ ra đảo thế kỷ. À, có một đợt thì dùng đảo quân sự 2.0 để thay cho đảo quân sự thường. Đấy, thay đảo quân sự 1. Nên nhiều anh em lại cũng khóc lóc vào cái đảo quân sự 2.0 nó như cái này cái nọ lọ chai, anh em không chơi. Nói chung là kiểu mà không bao giờ bên Ghana FIFA cho cả 6 map đâu nhá, tại vì nếu mà cho tất cả map vào ấy, phát hiện một cháu xin nhẹ cái đầu. Ui, thằng này đặt tên mất dạy ấy chứ, này là đặt tên kiểu mất dạy, trẻ con tí tuổi đặt tên này, và đặt tên game mất dạy thế. Đấy, thì bên Ghana không bao giờ cho cả 6 map vào đâu, vì cho cả 6 map vào thì nó rất là nặng, các bạn cảm giác là kiểu bạn bây giờ muốn chơi rank các bạn phải tải cả 6 map thì nó không ổn cho lắm. Đấy, thế nào họ bây giờ đến lúc mà ra đảo thế kỷ họ lại có mới nơi cũ, họ lại cho cái đảo mặt trời bay màu, nhưng mà thực ra kiểu nhiều anh em không hài lòng ấy. Đấy, tôi nghĩ như vậy, mày chết à, kèo nhanh đấy, kèo với chúng tôi này. Rồi cứu hai đồng đội nói lắm quá. Đấy, nhô 209 và LBEXEX, hai ông này nói nhiều vãi. Anh em có thể mua cái chìa khóa để vào cái kho vũ khí ở trong cái shop, cái cửa hàng này nhá. Đấy, đấy, người tàn ác thường sống thảnh thơi. Đấy, chắc chắn chả thằng nào ấy nhỉ. Vào, ôi giời, xong rồi, toang trận rank rồi. Thôi xong rồi, ông nhô 2K9 này, ông ấy nó chơi gì, gặp mấy ông đồng đội này, toang. Đấy, ôi giời, nhô 2K9, ok, nhưng mà thôi thằng nào trận này cũng toang rồi. Thì mình hé lộ cho anh em, đó chính là khẩu MP5 thỏi 7 vầu, Candy Bunny. Thì khẩu này sẽ ra mắt ở trong sự kiện Tết sắp tới. Và khẩu này sẽ có chỉ số là 2 tốc độ bắn, 1 tốc độ thay đạn và giảm độ chính xác. Ủa mà khẩu MP5 giảm tốc độ chính xác có sao không ta? Đấy, MP5 giảm tốc độ chính xác bắn nó có bị chóe không nhở? Tại vì cái khẩu này nó có một cái hiệu ứng ấy là 6 viên đạn đầu tiên thì bắn luôn chính xác.
Đấy, giảm đi một độ chính xác bắn nó lại hơi khó kéo tâm nhỉ. Và cậu này hai tốc độ bắn, một tốc độ thay đạn, thì thực ra một tốc độ thay đạn nó cũng không ảnh hưởng lắm đấy vào bình thế giới. Đấy, khẩu này thay đạn nó cũng khá nhanh, thay đạn nhanh hơn tôi cũng chả biết là để làm gì. Nên thực ra khẩu này được hai tốc độ bắn nó không biết là giá như nào, nhưng mà được cái là hình của cái khẩu ấy rất đẹp. Đấy, hình thỏ bảy màu ôm cái củ cà rốt đang bay bay. Đấy, xong nó sẽ có hiệu ứng mấy củ cà rốt bay ra. Nói chung là chắc là cũng hay hay. Đấy, thì nói chung là chắc cũng được. À, hay quá nhỉ. Đồng đội mình vẫn đang thi đấu tốt, được của nó. Ô kìa. Trời ơi, nhô 209 nhảy ra khỏi cửa sổ không nên hồn. Chán nó cháu lắm. LBEXEX. Chả mong gì hai cháu lại cứu tôi. Trời, nó bắn nó bay người. Một thằng yêu anh nha, hi hi, nó bắn nó hai cháu bay người. Ôi trời ơi, sao leo ranh bạc mà khó thế nhỉ. Vâng, tôi đang leo ranh bạc ba anh em ạ. Khó thật sự. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.